Rồi, giờ ôn tiếp hai bài còn lại nha. Bài đột biến gen. Giờ đột biến gen các bạn nhớ không thầy? Nó có hai loại, một là đột biến sinh dưỡng, hai là đột biến dòng mầm. Đặc điểm của đột biến sinh dưỡng là không có khả năng di truyền, còn đột biến dòng mầm á, là có khả năng di truyền và gen, và nó chỉ biểu hiện thành tính trạng khi nó tồn tại ở dạng khi nó cùng cùng một lúc có hai cái allele lần nha. Rồi chỗ này các bạn nhớ giùm tôi một cái nữa là gì, các nguyên nhân cái gì ở mỗi gen nó sẽ có một cái tần số đột biến khác nhau. À, mỗi gen nó sẽ có một cái tần số đột biến khác nhau và nó sẽ tùy thuộc vào cái gì. Thứ nhất là tùy thuộc vào kích thước gen, gen càng dài thì nó càng dễ bị đột biến. Cái thứ hai là tùy thuộc vào cái điểm nóng, được không bạn? Rồi cái thứ ba là các bạn nhớ giùm thầy cái tần số đột biến gen là 10 mũ trừ 6, nhớ giùm thầy một cái con số 10 mũ trừ 6 này nha. Mỗi gen nó sẽ có một tần số khác nhau. Sự khác nhau đó là do sự khác biệt về kích thước gen và số điểm nóng có trong cái vùng trình tự ở trong gen đó, được ha. Rồi bây giờ các loại đột biến thì mình có đột biến điểm và đột biến đa điểm. Đột biến điểm là xảy ra trong một điểm, một cái nu, được ha. Còn đột biến đa điểm là từ hai nu trở lên. Đột biến điểm thì trong đó có chia làm hai loại là đột biến thay thế lệch khung, nó thêm và mất một cặp nu, và cái thứ hai là đột biến thay thế cặp nu là chuyển vị và đảo chuyển, được ha. Chuyển vị là gì, đảo chuyển là gì thì bữa trước học thầy đã nói rồi ha. Những cái nhân murine bao gồm có adenine và guanidine, còn pyrimidine đó là bao gồm có CTU, nhớ bạn CTU U là có trong RNA nha. Như vậy E với G đổi lại với nhau, EG đổi ngược lại với nhau thì đó là chuyển vị, được nha. Còn nếu như E đổi ngược với C thì đó là đảo chuyển, hiểu lúc này là vậy nha. Rồi đặc điểm của đột biến điểm các bạn còn nhớ không thầy để gì? Cái thứ nhất nó có tính hòa biến, lưu ý nó có tính hòa biến. À, đặc điểm của đột biến thay thế một cặp đôi là nó có tính lười biếng, để đến tính hòa biến, được nha. Rồi mình có chuyển vị với đảo chuyển đây, thầy nói nếu murine đổi cho purine hoặc là pyrimidine đổi cùng nhóm của nó là chuyển vị, còn đảo chuyển là nó sẽ khác với nhau, được ha. Hậu quả của nó thì nếu như xảy ra trong vùng mã hóa thì nó là đột biến lặng. Đột biến lặng có nghĩa là gì? Nó mã hóa cùng một acid amin, cái trình tự của cái protein tạo ra không bị ảnh hưởng gì hết. Đột biến lật nghĩa có nghĩa là có một acid amin khác. Đột biến vô nghĩa là gì? Cái việc thay thế một cặp đôi đó nó dẫn đến tạo ra một codon kết thúc mà nó dừng, được ha. Còn trong vùng không phiên mã thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái phiên mã dịch mã, mức sống bệnh của DNA. Và chúng ta nhớ một cái ví dụ là bệnh thalassemia, bệnh thiếu máu địa trung hải, được ha. Rồi đề thi có thể cho bạn những cái cấu trúc giống như vậy và hỏi các bạn đã đột biến cái loại gì, được ha. Thì mình nhắc lại một cái này, đây là dạng bình thường ETG đúng không? Bây giờ cái trình tự này là ETA, được không? Như vậy nó không phải thêm mất rồi đó, nó không phải là thêm mất, mình đã thay thế đó bạn. G thay thế bằng E, E với G cùng nhóm hay khác nhóm các bạn? E với G cùng nhóm hay khác nhóm? E với G cùng nhóm đúng không? Mà E với G cùng nhóm thì nói cùng nhóm, đây là đột biến loại gì? Loại chuyển vị đúng không? Thay thế một cặp đôi loại chuyển vị. Và khi nó mã hóa, khi nó được phiên mã và dịch mã thì cái acid amin tạo ra từ cái codon bị đột biến này, nó cũng là tyrosine giống như dạng bình thường nên người ta gọi là đột biến lặng, hiểu đó ha. Từ đó bạn suy ra cái đột biến vô nghĩa với lặng nghĩa nha. Rồi chúng ta nhớ em thầy một cái ví dụ bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm, đó chính là đột biến lặng nghĩa liên quan đến hai acid amin glutamate và valine. Okay. Cái bình thường này là glutamate và cái bất thường là valine, được do dẫn đến cái hồng cầu nó có hình liềm. Rồi đột biến lệch khung thì mình có sẽ chèn một lô mất một đô hoặc là vừa chèn vừa mất, được nha. Rồi những cái ví dụ đó các bạn coi. Rồi đột biến đa điểm thì là sao? Đột biến đa điểm là đột biến xảy ra trên hơn một điểm thôi, vậy nó không có tính hòa biến nha. Đối với đột biến điểm đó, là có tính hòa biến, còn đột biến đa điểm không có tính hòa biến, được ha. Nguyên nhân và cái hậu quả của nó cũng tương tự thôi bạn, nhưng nguyên nhân này các bạn để giúp thầy
hai cái thuật ngữ là ribosome và retrotransmosome. Retrotransmosome nó chỉ xảy ra ở giống retrovirus, và retrotransmosome là có quá trình chuyển đổi từ ADN tạo thành RNA đại dạng bình thường á, và có một quá trình chuyển từ RNA sang ADN, đó chính là quá trình phiên bản ngược. Được nhé bạn, phải có enzyme phiên bản ngược thì mới làm được. Rồi. Rồi, qua cái phần nguyên nhân gây đột biến thì đặc điểm của đột biến mình có một hai cái là đột biến tự nhiên với đột biến nhân tạo. Đột biến tự nhiên là tự nhiên nó bị đột biến, không có một tác nhân nào là tấn công hết. Còn đột biến cảm ứng hay còn gọi là đột biến nhân tạo á, là nó phải có một cái tác nhân nào đó, đó là tác nhân hóa học và tác nhân vật lý nó tấn công vào làm dẫn đến đột biến. Được ha. Đột biến tự nhiên, nhớ giùm thầy cái tần số. Tần số đột biến của gen là 10^6, nhưng đối với đột biến tự nhiên nó là 10^10. Được ha, tần số rất là thấp. Nhớ ha, 10^6 là của gen, còn đây là tần số đột biến tự nhiên. Rồi, nhớ giùm thầy cái slide này. Ở cái bài đột biến các bạn nhớ giùm thầy những cái tiêu đề rất là quan trọng ha. Cơ chế của đột biến tự nhiên, để hỏi các bạn là đột biến này sau đây không phải thuộc đột biến tự nhiên, để nó cho một khác một trong bốn cái thằng này. Được ha. Đột biến tự nhiên đó là phổ biến, đó là cự amin, là đột biến là khung và oxo phát phở. Vậy các bạn nhớ dùm nội dung cái phần này nha thầy, nhớ những cái tựa đề đó để mình đã trách nhiệm ha. Rồi, phổ biến là gì? Là có nghĩa là cái sự thay đổi từ cái cấu trúc hóa học keto thành enol, hoặc là amino thành imino. Được ha, keto thành enol và amino. Amino kết quả là gì? Nó bắt cách tầm bài cách phổ biến. Rồi tiếp theo, cự amin có nghĩa là gì? Nó một cái tác nhân nào đó thay gốc NH2 bằng gốc CO. Được ha. Rồi nhớ giùm cái ví dụ nha, cái nào là cự amin, cái nào là phổ biến. Rồi tiếp theo là kiểu đột biến lệch khung. Đột biến lệch khung là gì các bạn? Thêm hoặc là mất một cặp nô là do lỗi của enzyme polymerase. Được nha. Và cái cuối cùng là oxy hóa phá hủy, thì là bắt buộc phải có một cái tác nhân, có một cái tác nhân oxy hóa, ví dụ như guanidin thành 8-hydroxyguanidin. Để thì người ta có hỏi các bạn là gì, 8-hydroxyguanidin là dạng đột biến của guanidin dưới tác động của tác nhân nào, thì đó là tác nhân oxy hóa. Hiểu được chưa? Cái chỗ này rất là quan trọng nha các bạn phải nhớ giùm thầy các cơ chế của đột biến tự nhiên. Nó có bốn cơ chế, một là hộ biến liên quan đến keto, enol, amino, imino, amin, amino, cuamin, thì phải có một tác nhân nào đó thay gốc NH2 thành giống CO. Được ha. NH2 thành giống CO. Chúng ta sẽ có cái một ví dụ là sơ trong sơ G là cái điểm nóng của đột biến này nè. Được ha, 5-methoxyanin thành thymine. Vậy đó, cytosine thành uracil đây là dạng đột biến của cơ chế gì đây? Đó là cơ chế tự nhiên đúng không? Đột biến tự nhiên theo cơ chế là cuamin. Được ha. Đột biến là khung là thay thế thêm hoặc là mất một cặp đôi. Được ha, dẫn đến hậu quả của nó là gì? Có thể dừng trúng một đoạn hoặc là nghĩa vô nghĩa gì đó. Được nha, đột biến là khung, nguyên nhân của nó là do cái enzyme polymerase nó hoạt động, khi nó hoạt động nhầm, khi nó sao chép bắt đầu lặp lại. Oxy hóa phá hủy, chúng ta có ví dụ là guanidin và 8-oxyguanidin. Nhớ một cái ví dụ đó nha nha. Rồi, đột biến cảm ứng, này tôi nói đột biến cảm ứng thì có hai nhóm tác nhân. Cảm ứng có nghĩa là phải có một tác nhân nào đó tấn công vô, đó là thể tác nhân vật lý, đó là những cái tia phóng xạ, tia tương gọi tia X. Được ha, hai là hóa chất. Được không? Rồi, kết quả của nó là nó sẽ làm thay đổi cấu trúc và trình tự DNA, vì dĩ nhiên tại vì nó có một tác nhân tấn công vào nên tần số đột biến của nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với đột biến tự nhiên. Được ha. Rồi bây giờ mình coi cái nhóm tác nhân vật lý này. Cái tia đằng sau đây là tia không ion hóa các bạn, phóng xạ tương gọi về tia X, thì cái tia không ion hóa đó chính là tia tự hồi. Chỉ có tia tự hồi là tia không ion hóa UV á, còn hai cái tia còn lại là tia ion hóa. Được nha. Rồi trong ba cái tia UV, UV đó sẽ có ba vùng UVA, UVB và UVC, thì cái nào sẽ là tác nhân đột biến chính các bạn? Cái nào? UVA, UVB và UVC, và cái nào là tác nhân đột biến chính? Đây là cái gây đột biến chính, là cái mà có trong ánh sáng mặt trời nha.
Còn thiệt ra UVC nó sẽ mạnh hơn so với UVB rất là nhiều, nhưng mà vấn đề là nó bị hấp thu, nó bị cản lại khi nó chiếu xuống đất rồi ha, nó không có nhiều trong sông sắc mặt trời tự nhiên. Rồi cơ chế của nó là nó hình thành cái liên kết dimer, liên kết dimer. Rồi tiếp theo liên quan đến này, chúng ta nhớ hình thành một cái là cái DNA hấp thu cực đại ở mức sóng 260 nanomet được nha. Rồi chúng ta sẽ có hiện tượng quang phục hồi, có nghĩa là gì? Vì tia UV mà ta bị sai, thì khi mà ta chiếu một cái tia cũng bản chất của nó một ánh sáng thì đã chuyển lại trạng thái chống ban đầu, thì người ta gọi là hiện tượng quang phục hồi. Các sai hỏng được loại bỏ ánh sáng này. Rồi bây giờ mình lên cái đột biến là giống chống hóa học, rồi những tác nhân hóa học đó là ba giờ đồng nắng. Ví dụ ba giờ đồng nắng là gì bạn? Ví dụ nó là gì? Năm bromo uracil này được ha, hoặc là aminobulin này. Nha, nhớ dùm thằng ví dụ cái nào là thuộc nhóm ba giờ đồng nắng. Rồi hoặc là cái tác nhân làm thay đổi cấu trúc đặc tính bắt cặp của amin được ha, ví dụ như acid nitro hydroxyamin nên loại góc N2 hay mình giống CO, cytosine thành uracil đã là thuộc nhóm của amin, hoặc là adenine thành hypoxanthine, hoặc là cytosine là thành thymine này. Đó, những cái đó người ta gọi là chính là những cái thuộc amin. Nhớ những cái ví dụ này để làm ha. Còn alkyl hóa có nghĩa là gì? Nó phải có một cái tác nhân này, ví dụ NTGMMSEMS đã gắn thêm góc sapa vô. Tương tự với cái phong độ đột biến tự nhiên, các bạn phải nắm được những cái này. Người ta sẽ hỏi cơ chế nào là sau đây không thuộc đột biến tự nhiên thì phải biết trả lời, hoặc là không thuộc đột biến thì phải biết trả lời. Được nha, ví dụ cái này nó không có tác nhân oxy hóa này. Được ha. Rồi chúng ta có tác nhân chèn vào DNA lạnh khung được ha, chúng đó là những cái cấu trúc của nó, chung của nó là cấu trúc đa vòng, ví dụ những cái hóa chất này ethylene bromide bromhalin và gamma arine được ha. Đó là học học đó, hoặc là những cái ví dụ khác ở trong này đó. Bài đột biến bữa trước tôi đã nói đề thi về tôi thường ra cái gì rồi, nhớ nha, bức xạ không ion hóa đó chính là tia UV. Rồi UV thì UV chính, cái gai độc chất và độc biến chính là UVB. DNA hấp thu cực đại mức sóng 260 nanomet, hiện tượng quang phục hồi là có nghĩa là gì? Dùng ánh sáng để loại bỏ cái sai hỏng do ánh sáng gây ra. Rồi bây giờ các cơ chế chống lại đột biến đảo ngược sai hỏng, một trong những cái mình học đó chính là hiện tượng quang phục hồi dưới tác động của enzyme photolyase. Được ha, nhớ hiện tượng quang phục hồi nó không có ở động vật nha bạn, lưu ý giúp tôi, hiện tượng quang phục hồi không có ở động vật. Rồi hoặc là loại nhóm alkyl nhờ vào cái enzyme như vậy, methyl driver tiếp, hoặc là dùng nói các chỗ đứt của sợi đơn là nhờ vào enzyme gì đó bằng ligand ha. Rồi bây giờ qua loại bằng sợi hỏng, mình sẽ có những cách sau đây này, cắt cái enzyme này này, N-glycosylase là liên quan đến cắt cái gì bạn? Cắt cái 3 giờ nitơ bị sai được chưa? Còn cái NER á, đây cái NER là cắt luôn một cái nucleotide. Nucleotide nó sẽ bao gồm ba phần, hai góc phosphate, hai phần đường và một ba giờ nitơ. Đối với lại cái kiểu cắt ba giờ dưới tác động của enzyme N-glycosylase này thì nó chỉ cắt cái phần ba giờ nitơ thôi, còn đối với lại NER á, là nó cắt luôn một cái nu luôn, có nghĩa là cắt luôn đường, cắt luôn có phosphate và cắt luôn cả cái enzyme, cả cái base editor luôn, hiểu ha. Rồi loại bỏ sai hỏng mình đã học rồi, ở ba sao chép tôi không nhắc lại nữa, đây chính là sửa sai sau sao chép đó. Dung nạp sai hỏng mình có hai loại là gì? Sửa chữa bằng tái tổ hợp và sửa chữa bằng đột biến. Coi ví dụ ha. Rồi hệ thống BOS được kích hoạt khi nào? Khi tất cả những cơ chế sửa sai ở trên đó đây là được hoạt động nhưng mà vẫn sai thì nó sẽ kích hoạt cái hệ thống SOS. Rồi cái tình trạng về đột biến, các bạn nhớ dùm thời những cái ví dụ về tình trạng đột biến, bệnh ăn cắp tông liệu vân vân ha. Rồi bây giờ mình qua cái nguyên nhân mà có thể gây ung thư là do đâu? Ung thư nó sẽ do liên quan đến gen, là do đó bạn do gen kích thích nó hoạt động mạnh được ha, và gen kìm hãm á, gen kích thích nó sẽ kích thích tạo ra tế bào, nó sẽ sản sinh tế bào, còn gen bất hoạt
có nghĩa là gì, nó kìm hãm quá trình tăng sinh của nó. Thứ hai như vậy, ung thư là nguyên nhân là do đâu? Do gen kích thích hoạt động mạnh và gen kìm hãm hoạt động yếu. Được ha, nên ung thư được xem là một bệnh lý di truyền. Rồi, nguyên nhân của nó là do retrovirus, do virus tại nam. Nguyên nhân của nó là do đâu bạn? Do những cái quá trình chuyển từ proto oncogen là gen tiền ung thư thành gen ung thư, dưới những cái cơ chế là mất đoạn khuếch đại gen hoặc chuyển đổi sắc thái. Rồi, các bạn nhớ giùm thầy cái ví dụ của gen tiên B53. Giờ tôi hỏi gen B53 khi nó hoạt động thì là có bị đột biến hay không? Xin lỗi, gen B53 đó hoạt động tốt á thì ít bị ung thư hay là bị ung thư nhiều? Cái gen B53 này này ít bị ung thư đúng không? Tại vì sao? Gen B53 là gen ức chế khối u đúng không? Vậy khi nó hoạt động mạnh thì nó sẽ ức chế được khối u nên ít bị ung thư, hiểu nha. Rồi, các hệ thống chọn lọc ở vi sinh vật mình có những cái phương pháp, các bạn về tự coi những cái phần này. Nói chung bài đột biến á, là cái là nó sẽ tập trung vào những cái ví dụ rất là nhiều như các bạn, được ha? Nó tập trung vào những cái ví dụ rất là nhiều nên các bạn phải coi được cái cơ chế của đột biến tự nhiên, cơ chế của đột biến nhân tạo, từng cái ví dụ của nó là loại nào để người ta hỏi, được ha? Rồi, đó là xong bài đọc biến nha. Bây giờ mình sẽ qua bài tiếp theo là bài phương pháp sinh học phân tử. Rồi, bài phương pháp sinh học phân tử, đầu tiên các bạn phải nắm được cho tôi được cái định nghĩa của vector tạo dòng. Vector tạo dòng của nó là một vật liệu di truyền, nó là đi này được ha, vai trò của nó là chuyển gen giữa các tế bào. Vậy để định nghĩa là một vector tạo dòng đó, các bạn phải nhớ được thành phần này. Để đó là một vector tạo dòng đó, thì nó phải hội bạn ba yếu tố. Cái thứ nhất là được sao chép, cái thứ hai là có trình tự nhận diện của enzyme các giới hạn, và cái thứ ba là mang một hay nhiều cái chọn lọc. Và người ta sẽ tập trung nhiều vào trong cái cấu trúc lipid. Giờ tôi hỏi lipid cấu trúc của nó là dạng sợi gì, đơn hay đôi, đồng hay thẳng? Đơn hay đôi, vòng hay thẳng? Đôi vòng, và kích thước của nó rất là nhỏ. Nhưng mà lưu ý một cái đặc điểm của lipid nữa là gì, kích thước của nó rất là nhỏ và nó có khả năng nhân bản độc lập với DNA nhiều sắc thể. Để yêu cầu một lipid thì nó phải có yếu tố đánh dấu, có điểm khởi đầu, có vùng tạo dòng. Ba cái này nè các bạn, ba cái này là ba cái chính. Ngoài ra một số khác thì nó sẽ có yếu tố nhóc kèm nữa. Rồi, người ta hỏi cái plasmid này mang gen đề kháng gì thì các bạn tự coi nha. Cái này bữa trước ta tôi đã kỹ rồi. Rồi, qua các enzyme các giới hạn, bản chất của enzyme các giới hạn là endonuclear, các nô mà ở giữa mặt chứ không phải là từng ngoài mặt kiểu vô. Được ha, mình sẽ có ba loại là một, là hai và là ba. Được ha, nhớ loại 2 là cái loại tôi đã thường dùng nhất. Tại vì đó sao? Tại vì nó cái vị trí nó cắt á, cái vị trí của nó cắt á là gần gần này, hoặc là ngay tại cái vị trí nó nhận diện luôn. Còn loại 1 với loại 3 là nó cắt khác sẽ đi nhận diện. Lưu ý giùm tôi nha. Một cái đặc điểm các bạn còn nhớ, mình có ba loại là một, loại hai, loại ba. Loại hai là cắt ngay cái chỗ đó hoặc gần chỗ đó, còn loại một, loại ba là cắt xa, khá xa, được ha? Rồi, các bạn phải nhớ cho tôi cái kiểu trình tự palindrome có nghĩa là gì. Trình tự palindrome có nghĩa là gì bạn? Là cái trình tự mà khi các bạn đọc sợi ở trên và sợi ở dưới theo hai chiều ngược nhau á, chiều từ trái ví dụ này sơ e g sơ t g, kéo dưới các bạn đọc từ phải qua sơ e g sơ t g, giống y chang, người ta gọi là kiểu palindrome, hiểu được chưa? Phải nắm được cái kiểu palindrome đó là kiểu gì. Chúng ta sẽ có hai kiểu cắt dưới tác động của enzyme các giới hạn loại 2 thì nó sẽ cắt ra đầu tà, và cái thứ hai là cái đầu xà len. Đầu tà với đầu xà len còn gọi là đầu dính á, thì cái dễ kết hợp lại với nhau hơn so với thằng này. Rồi, cái này bữa trước đại học rồi, DNA polymerase phụ thuộc DNA là enzyme sao chép, RNA polymerase phụ thuộc DNA là enzyme dung mã, cái này là phiên bản ngược, được ha? Polymerase không phụ thuộc cung bậc đó chính là cái RNA khác này nè, được nha?
Rồi liga, đặc điểm của nó là giúp nối hình thành liên kết phosphodiester. Bữa học rồi, qua tuần đó rồi, tình hình người ta thường dùng cái con T4 và E. coli. Cơ chế của nó cái này thì dễ hiểu thôi. Rồi chung với sinh vật nước ha. Rồi quay phần tiếp theo là chiết tách thì đây, nguyên tắc chiết tách các bạn phải nắm được nguyên tắc chung của nó là nó có 3 bước. Thứ nhất là phá bờ tế bào, cái thứ hai là loại tạo được ha. Thường người ta chiết tách bắt buộc phải loại đó chính là protein, và bước thứ ba là tủa và tinh chế đi này được ha. Cái hóa chất dùng để tủa protein đó chính là phenol, lưu ý giùm tôi ha. Còn cái hóa chất dùng để tủa đi này đó chính là cồn tuyệt đối hoặc là isoprenolone được nha. Để tủa cồn bằng tủa đi này bằng cồn tuyệt đối, mình cần những cái điều kiện sau đây này. Cái thứ nhất đó chính là điều kiện nhiệt độ phải lạnh, cái thứ hai là có sự tham gia của các cation hóa trị một được ha. Và cái thứ ba là gì, bằng cái tỷ lệ của cồn tuyệt đối với lại cái dịch đó, cái dịch có chứa đi đây đó là phải là 2,51 được ha. Hoặc các bạn có thể sử dụng cái dung môi thay thế là isopropanol, quý anh tôi ha. Rồi cái đây là nguyên tắc chiết tách chung đi đây. Còn nguyên tắc chiết tách lactic đó thì nó sẽ tách dựa vào hai sự khác nhau giữa hai cái, một là khác nhau về cấu dạng. Lưu ý giùm tôi, để chiết tách cái thằng DNA lactic, người ta sẽ dựa vào cấu dạng và kích thước của nó, cấu dạng và kích thước được nha. Rồi đó, rồi bây giờ lai tiếp theo mình qua cái phần lai phân tử. Lai phân tử là gì, là hai cái sợi đơn nó gắn lại với nhau, người ta gọi là lai phân tử thôi. Mình sẽ có hai nhóm đặc hiệu và không đặc hiệu. Đặc hiệu có nghĩa là gì, nó bắt cặp bổ sung được với nhau nhiều, còn không đặc hiệu là chỉ bắt cặp bổ sung một phần thôi. Và cái độ đặc hiệu đó nó sẽ phụ thuộc cái gì, thứ nhất là nhiệt độ, cái thứ hai là độ dài trình tự, và cái thứ ba là tỷ lệ GC. Với tụi ba cái yếu tố chính quan trọng này là nhiệt độ, độ dài trình tự và tỷ lệ GC. Chưa? Rồi nhớ công thức nhiệt độ chảy của nó được ha. Nếu như chúng ta cung cấp một nhiệt độ mà lớn hơn nhiệt độ chảy của nó thì đó là quá trình biến tính, có nghĩa là quá gì, cắt đứt hai cái liên, đứt liên kết hydro, tách cái sợi đôi thành sợi đơn. Còn nếu như nhiệt độ mà nhỏ hơn nhiệt độ chảy của nó là phần lai, là hồi tính được ha. Và cái nhiệt độ chảy đây nè, nó sẽ phụ thuộc vào chiều dài, chiều dài càng lớn thì nhiệt độ chảy càng lớn, tỷ lệ GC càng nhiều thì nhiệt độ càng cao, tại vì GC với nhau là ba liên kết hydro nó bền hơn được ha. Và cái nồng độ ion, rồi nhớ giúp tôi các kỹ thuật sau thơm lớp, no thơm lớp. Sau thơm lớp là lai ở trên màng rắn được chưa, lai ở trên màng rắn nhớ nha, có nghĩa là một cái màng chứ không phải là trên cái bảng điện di được nha. Cho cái phân để phát hiện cái phân tử đích là DNA, còn nó thơ là của RNA nhớ nha. Sau thơ là của DNA, còn non đó chính là RNA. Và cái này là được thực hiện sau khi điện di, có nghĩa là gì, người ta điện di xong và người ta dùng một cái màng, người ta up lên cái miếng điện di đó, thì lúc bây giờ DNA nó sẽ dính ở trên cái màng đó, sau đó người ta lấy cái màng đó ra và người ta cho những cái đoạn giò, các bạn chắc là những cái oligo để chạy chạy chạy, nếu có bắt gặp bổ sung được thì lúc bây giờ nó gắn, và lúc bây giờ nó sẽ phát quang lên được ha. Cái đó người ta gọi là lai trên màng rắn, lưu ý ha. Rồi tiếp theo kỹ thuật PCR. Giờ tôi hỏi một câu này, trong kỹ thuật PCR có enzyme helical không? Bản chất của PCR là sao chép? Nó có helical của bạn không? Như vậy, vai trò của helical là dùng để tách mạch. Thứ hai, như vậy cái việc mà nó không có helical thì yếu tố nào dùng tách mạch? Yếu tố nhiệt độ, nhiệt độ phải là khoảng bao nhiêu? Khoảng từ 95 độ C được nha. Rồi đó, nhớ giùm thầy nó sẽ có 3 bước ha, biến tính, gắn, và tất cả ba cái bước này đều phụ thuộc vào nhiệt độ hết. Biến tính, gắn mồi và kiểm chuỗi. Biến tính khởi đầu ở nhiệt độ 95 độ C là nhiệt độ tách liên kết hydro. Rồi sau đó có một chu kỳ nhiệt gồm 3 bước, tiếp tục là một bước biến tính nữa. Rồi gắn mồi, nhiệt độ gắn mồi của nó là nhỏ hơn nhiệt độ chạy của mồi. Và cái thứ ba là kéo dài chuỗi, nhiệt độ thực hiện kéo dài chuỗi đó chính là nhiệt độ mà để cho cái enzyme DNA polymerase hoạt động tốt nhất. Nhớ trong PCR cái enzyme DNA polymerase nó có đặc điểm là nó phải chịu được nhiệt độ cao, nó khác với trong sao chép ha. Và nhiệt độ của nó là khoảng từ 65 đến 74 độ C, thường là 72 độ C, và
Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn kéo dài kết thúc. Được nha. Nhớ nó bao gồm 3 bước: lúc nào còn biến tính trước, sau đó là gắn môi và cuối cùng là kéo dài. Được ha, biến tính là nhiệt độ 95 độ C. Gắn môi là ở nhiệt độ nhỏ hơn nhiệt độ chạy của môi. Tại vì sao? Bản chất gắn môi đó là lai các bạn. Đó là lai, đó là gắn một cái sợi đơn và một cái sợi đơn đúng không? Bản chất của nó là lai. Nhưng mà muốn lai được thì nhiệt độ của nó phải nhỏ hơn nhiệt độ chạy của môi. Cái đó cao hơn thì sao các bạn? Nó tách ra sao? Được nha. Và cái thứ ba là gắn môi vô được rồi thì nó sẽ kéo dài chuỗi. Muốn kéo dài chuỗi thì mình cần enzyme DNA polymerase chịu nhiệt. Như vậy muốn nó hoạt động tốt thì phải cung cấp nhiệt độ của nó là 72 độ C. Được ha. Nhưng mà theo suốt quá trình thực hiện đi xe nó phải có cái máy người ta gọi là máy luân nhiệt. Được ha, máy luân nhiệt. Vậy đó chính là những cái mồi để máy cộng là cofactor của cái enzyme này. Ổn hoặc nuôi của lên tí đó, tự do. Được ha. Rồi nhớ những nhiệt độ nha. Nhớ giúp tôi cái nhiệt độ chạy á. Một cái ưu điểm của BCA là nó rất là đặc hiệu và nhanh. Đặc hiệu là do các thành mồi nó đặc hiệu các bạn. Rất là nhanh. Nhưng nhược điểm của nó các bạn lưu ý giúp tôi cái chữ gọi nhiễm. Nhược điểm quan trọng nhất của BCA đó chính là gọi nhiễm. Rồi. Ngoài kiểm soát gọi nhiễm gì đó các bạn tự đọc cho thầy. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái tiếp theo là tái tổ hợp đi đây. Được ha. Giờ tái tổ hợp đi đây muốn làm được á thì có gì chúng ta phải có được cái đoạn đi đây trước, tạo một đoạn đi đây, tạo bằng cách nào có thể dùng enzyme các giới hạn được cắt hoặc là dùng BCA. Được chưa? Bước số 1 phải tạo được đoạn đi đây. Bước thứ hai là chúng ta nối cái đoạn đi đây đó vào bên trong vector tạo dòng. Được. Được ha, để tạo cũng toàn enzyme các giới hạn nữa. Được ha, sau đó mình sẽ đúc chỗ đó nhân đôi đó phiên mẻ dịch mẻ gì đó để tạo ra sản phẩm vô thì mình muốn. Và cuối cùng chúng ta sẽ chọn lọc được những cái dòng nào mình muốn, nó đã chứa được cái DNA tái tổ hợp rồi. Nhớ giùm tôi 4 bước quan trọng nè. Bước số 1 phải tạo được đoạn DNA. Bước thứ hai là gì? Gắn cái đoạn DNA đó vào cái xe là vector tạo dòng. Bước số 3 là gì? Đưa cái xe đã có chứa đoạn DNA tổ hợp đó vào bên trong tế bào vật chủ để nhờ tế bào vật chủ biểu hiện ha. Và bước thứ tư là gì? Chọn lọc dạng tái tổ hợp. Đó là 4 bước cơ bản của tạo dòng gen. Được nha. Rồi. Đó. Coi giùm tôi ha. Để tạo được dòng gen mong muốn mình dùng enzyme các giới hạn hoặc là kỹ thuật BCA. Cái nhược điểm của kỹ thuật BCA muốn làm cái này chúng ta phải biết được cái đoạn gen hai đầu của cái đoạn gen mình muốn có đại á. Trình tự của nó là nhiêu, là như thế nào để mình khuếch đại nó lên. Dạ đúng ha. Rồi, nối vào thì chúng ta còn có cắt ra thì mình cần enzyme cắt, nối vào thì mình còn có ligand. Rồi, nối thì có vấn đề là mình sẽ có gặp trong trường hợp mình cắt tạo ra những cái đầu tù thì mình sẽ có ba cái giải pháp là linker, adapter và homopolymer. Được ha? Bản chất linker bản chất của nó là đầu tù luôn, nhưng khi cắt ra là đầu dính. Còn adapter bản chất của nó là đầu dính rồi. Còn homolymer bản chất ban đầu của nó là đầu tù. Nhưng chúng ta có tạo một cái đoạn chèn, một cái đoạn oligoe phía trước sau ở trên của cái vector chỗ hai này gắn vô chúng ta ăn tơ, tại cái bóng tơ này thì hai linker vector thì chúng ta sẽ gắn làm với nhau. Bước hai chúng ta sẽ có ba cái giải pháp là linker, adapter và homolymer. Rồi cái này các bạn thêm. Rồi, bây giờ chúng ta qua cái bước tiếp theo là xác định trình tự DNA. Bây giờ đầu tiên phải nói xác định trình tự DNA là gì? Đây là cái việc xác định trình tự DNA đó chính là chúng ta đi xác định cái trình tự nu á. Cái trình tự nu của nó tại vị trí đó là nu gì, tại vị trí kia là nu gì. Cái đó người ta gọi là xác trình tự nu DNA. Được ha, chúng ta có hai phương pháp, một là phương pháp giải trình tự của Marsham và Gilbert. Cái phương pháp này đã dựa trên hóa học. Được ha. Chúng ta sẽ cho cái này sao ta, cái này các bạn đọc trong sách để hiểu ha, đọc trong sách để hiểu có nghĩa là gì. Mình sẽ cho vào bốn cái ống nghiệm, được ha. Ống nghiệm đầu có đều là những cái nguyên liệu ban đầu của nó, đều là những cái DNA.
sợi đơn hết á. Nào, có nghĩa là có bốn cái ống nghiệm này, trong bốn ống nghiệm đều là những cái DNA sợi đơn, nhưng bốn ống nghiệm đó sẽ cho hóa chất khác nhau. Ví dụ ống số 1 nó cho dimethyl sulfate, thì khi cho dimethyl sulfate thì nó gặp với guanin có trong sợi đơn đó, đã làm guanin bị methyl hóa, đúng không? Như vậy khi tiến hành sao chép của guanin đã bị đột biến rồi thì nó không thể chép được, dẫn đến chúng ta chỉ thu được một cái đoạn DNA ngắn thôi, được ha. Tương tự đó với A, ở ống số chỗ nào mà A đến chỗ nào ở G thì nó đứt ra khung. Sau đó người ta sẽ đi điện di những cái mẫu này, đúng không? Và người ta sẽ đọc để mình biết rằng được cái cấu trúc của cái hôm nay các bạn chỉ cần nhớ là gì, đối với phương pháp tương tự Marshall và Gilmer, người ta dùng hóa được ha, hùng dùng hóa chất để ngưng quá trình sao chép, các bạn dùng chất để ngưng quá trình sao chép để làm đột biến, để làm thay đổi cấu trúc của một cái nu bình thường có trong sợi đơn, để khi sao chép nó gặp cái nu bình thường ta không thể gắn đúng nu được nên theo dần thì ta có một cái đoạn gắn điện di, thì tại vì điện di các bạn học rồi nhanh được ha, nhưng mà lúc bây giờ người ta sẽ căn cứ vào cái đặc điểm đó để người ta gắn vào phương pháp học, thì sẽ có rất là độc hại những cái phân chấm này này, ví dụ hydrazine là một chất rất là độc hại nha. Chính vì độc hại nên người ta sẽ thôi, các bạn giờ nhìn này này, nhìn cái đó các bạn nhìn cái này để các bạn hiểu đây này, G dài này các bạn, ban đầu mình chưa biết đâu, nhưng bây giờ mình có mình biết trước kết quả đây để mình hiểu này. G thì bây giờ nếu như cái ống nào mà G nó bị methyl hóa thì đến đây nó sẽ bị dừng, đúng không? Các bạn chỉ sao chép được một cái thằng G này thì cái tiếp theo nó sẽ dừng ngay chỗ vị trí phía sau G này. Rồi như vậy các bạn thấy không? Được không? Hoặc là cái ống số 2 có E với G, tự nô E G nằm trên này, được không? Cứ như vậy các bạn cứ tập từ 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 lên đây, E G này này, đó E G chỗ này, cứ đọc từ 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 lên như vậy là mình sẽ có. Thiệt ra đây không có hỏi khó, rất là khó. Đó, các bạn chỉ cần nhớ giùm tôi đó, phương pháp Marshall và là phương pháp hóa học để ngưng quá trình sao chép. Là người ta gọi là bình thường cái nucleotide bình thường người sao chép của nó là gì? Deoxy nucleotide có nghĩa là nó bắt một ô ở vị trí số 2. Còn bây giờ trong cái ống bắt bốn phản ứng đó, người ta cho thêm một cái nu, mà một cái nu mà cái nu đó cái vị trí OH số 3 nó cũng mất luôn, được không? Như vậy khi nó gắn được cái OH số 3, nó gắn được cái nu đó vào rồi thì lúc bây giờ nói sao các bạn hiểu ha, thì ví dụ ha, chúng ta có một trình tự là A T G T đi chẳng hạn, đúng không? Bây giờ A thì gắn với T, đúng mà G thì gắn với C, nhưng mà trong quá trình sao chép á, người ta cố tình đỡ vô một cái đi đỡ oxy được ha, thì nó vẫn gắn với, ví dụ G chỗ này nó gắn vẫn gắn với lại C, nhưng cái C này 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 nó không có cái OH tự do ở vị trí số 3, đúng không? Mà không có OH tự do số 3 thì làm sao có hình thành nên được cái liên kết phosphodiester với lại cái nô ở phía trước, xin lỗi, cái nô phía sau đó được ha, nên cái phản ứng sao chép nó sẽ dừng, nó tạo ra một khúc. Nó cũng tương tự giống như là ở trên cái phương pháp ở trên thôi, Maxim thưa bạn. Đối với phương pháp Maxim thì sao? Chúng ta dùng cái tác nhân hóa học để gây đột biến, được chưa? Làm cho nó gắn không gắn được và mình sẽ ngưng. Chúng ta thu được một cái đoạn rất là ngắn. Trong khi đó phương pháp trình tự Sanger là người ta không có dùng hóa chất mà người ta dùng một cái cấu trúc tương tự với lại NTP.
ha, nó chỉ là đi để oxy. Đó là đi để oxy. Đi để oxy thì nó không khó bóc OH ở carbon số 3 của phần đường. Đường ha thì là không thể hình thành liên kết phosphatidyl với lại những cái thành đơn phía sau được nên nó ngừng thôi. Được nha. Người ta sẽ đọc trình tự giống như cái này. Đọc. À, sự khác biệt giữa phương pháp Sanger và phương pháp Maxim là gì? Phương pháp Sanger là nó an toàn hơn mà vì sử dụng phương pháp enzyme và nó liên quan đến đi đờ oxy, các bạn nhớ em tôi nha, nó liên quan đến đi đờ oxy được ha. Còn cái này, cái này phương pháp Maxim thì dùng chất hóa học và chất hóa học thì nó sẽ độc hại hơn này. Đó, các biến thể các bạn tham khảo thêm ha. Rồi bây giờ tiếp theo định tính với định lượng. Để định tính định lượng, nhớ phương pháp định lượng ở đây là phương pháp quang phổ kế hay còn gọi là phương pháp đo độ thu á, quang phổ overview. DNA nó sẽ hấp thu ở bức sóng 260 nm. Lý do nó hấp thu ở 260 nm là tại vì cái phần base editor đó dâng murine và pyrimidine, nhớ giúp tôi ha. Rồi mình nhớ những cái công thức này là tính toán nè. Tinh khiết khi giá trị OD260 đối với 80. OD260 là bức sóng hấp thu cực, là độ hấp thu tại bức sóng 260 đặc trưng cho ADN. 280 là độ hấp thu của protein đặc trưng cho thành protein. Còn 230 đó chính là của thành polysaccharide có thực vật. Được nha. Rồi điện di thì nguyên tắc của nó là dựa trên cái sự khác biệt về kích thước và cấu dạng của những cái sợi DNA khác nhau khi cùng áp một cái điện trường vào trong một cái điện trường vào trong đó. Thứ hai, những thành cái tốc độ di chuyển của nó sẽ phụ thuộc vào kích thước DNA. Thằng DNA nhẹ thì nó sẽ chạy nhanh hơn, DNA mà kích thước của nó gọn gàng thon gọn thì chạy nhanh hơn. Thứ hai, phụ thuộc vào cấu dạng, đồng độ gen và điện thế. Bữa trước tôi đã phân tích rồi được nha. Rồi đó là xong toàn bộ cái bài ôn ha. Rồi thôi chào mấy đứa nha, chúc mấy đứa thi tốt, quên mùng.